Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với kênh YouTube của shop chuyên bán hàng online về phụ kiện đồ chơi, phụ kiện săn bẫy, loa điều khiển từ xa, phụ kiện BCP, quần áo ngụy trang, nói chung là có rất là nhiều. Clip ngắn hôm nay giới thiệu với các bác mấy cái phụ kiện nho nhỏ cho anh em đam mê chơi. Phụ kiện PCP, phụ kiện nho nhỏ, phụ kiện cho bơm cao áp nhá. Nói chung là những cái này là toàn những cái nhỏ nhắn, nó không bao nhiêu tiền cả đâu, mấy chục nghìn thôi, nhưng mà nó cũng thuộc về là hàng như là hàng độc, hàng hiếm. Thì nói chung là các bác xem video, các bác cập nhật mình cần cái gì thì liên hệ trực tiếp với shop theo số điện thoại gắn trên màn hình nhé. Tôi giới thiệu đầu tiên cho các bác mà mấy cái phụ kiện liên quan đến bơm cao áp, đến bơm cao áp nhé. Đó là cái đầu tiên là cái ti bơm cao áp. Đấy, ti bơm cao áp thì bây giờ số lượng rất là nhiều ấy, chỗ này thôi mà mấy trăm cái đấy các bác nhé. Hiện giờ đang có hai loại. Đây, tôi lấy ra đây cho các bác xem. Hai loại này. Đấy. Hai loại này thì nó chỉ khác nhau vào cái đầu phía ngoài này. Cái đầu phía ngoài này, cái loại này thì nó làm cho mình theo kiểu răng cưa. Để mình kẹp vào đây. Xong mình xoáy ra thì mình sẽ thay được cái sim ở trong này, thay được cái vòng nhựa ở trong này nhé. Thì còn cái ti này là ti theo kiểu truyền thống, nó xẻ rãnh như mình như này. Mình đưa tôi biết dẹt vào đây, mình kẹp lại, mình xoáy ra mình sẽ thay được nhé. Hai cái này thì kích cỡ bằng nhau. Nó quan trọng cái vòng sim đen này, còn cái dưới này thì không quan trọng nhé. Còn phía trên này, phía trên của ti này các bác quan sát kỹ giúp tôi, toàn bộ là gen trong và là gen 4 ly nhé. Thế còn các bác nào mà có bơm đặc biệt gen 3 ly thì là các bác phải chế cháo thôi, chứ còn shop không nhập được cái loại ti gen 3 ly mà chỉ có ti gen 4 ly thôi. Ti gen 4 ly này dùng hầu hết phổ thông cho tất cả các loại mẫu bơm, bơm nhỏ, bơm to, bơm đồng hồ to, bơm đồng hồ bé, bơm FB nhé. Có một số bơm trong xin cũng dùng cái ti này luôn, nhưng một số cái ti đặc biệt, cái đũa bơm đặc biệt thì nó có gen 3 ly thì sẽ không dùng được nhé. Thế đây là cái ti bơm, đầu tiên là ti bơm này. Số lượng có rất là nhiều đấy, cái này rất là quan trọng, các bác dùng thời gian hay bị hỏng, mòn sim hoặc là gãy nhé. Thế này ti bơm để bên này, đây ti bơm này. Liên quan đến bơm, đó là cái liên quan trực tiếp với cái bơm ấy nhé. Tiếp theo đó là cái ốc xả bơm thì cái này là tôi mới nhập được thôi, chứ lúc trước là nhiều các bác hỏi lắm nhưng mà không có, cái này là mới lấy được nhé. Ốc xả bơm này, con ốc xả bơm này nằm ở phía sau bơm. Khi các bác bơm căng lên rồi, các bác muốn lấy được dây ra rồi, các bác phải xả áp. Đó là con ốc này, con ốc xả bơm. Con ốc xả bơm này là con đi lẻ như này thôi. Và con cối của ốc xả, hai con này là lẻ nhé, riêng biệt. Hai con này hoàn toàn riêng biệt. Các bác muốn mua thêm con xả này, các bác mua thêm cái con cối này, các bác mua thêm này. Còn không, các bác mua riêng con này. Thế còn đa phần các bác mà bị rơi mất cái con xả này thì các bác chỉ cần mua con xả thôi, tại vì bản thân cái bơm của bác là vẫn còn cái con cối nguyên chưa bị hỏng gen. Thế còn các bác nào mà đã tado gen, đã làm hỏng gen nó rồi ấy, thì các bác mua luôn cái con cối nhé. Giá tiền hai con là bằng nhau thôi. Thế là tùy các bác cần cả hai con thì các bác mua hai con, cần một con thì các bác mua một con ốc xả và con cối, con nõn đầu con cối này nhé. Đấy. Khi các bác mua con nõn này, con cối này thì sẽ có thêm cho các bác một cái lon đen nhựa. Đó, thêm một lon đen nhựa nhé. Đấy, các bác thả vào, các bác xoáy vào. Đây. Thế còn mua con ốc xả này thì chỉ có ốc xả không thôi nhé, chỉ có ốc xả không thôi. Thế còn nói thêm với phụ kiện nhỏ thì phải nói kỹ thêm với các bác. Thế đây là cái con cối này, đây là con ốc xả bơm này, là phải nói kỹ thêm cho các bác. Đó là khi các bác mua ti bơm ấy, các bác mua ti bơm này là chỉ có ti bơm hoàn chỉnh như thôi nhá, chỉ có ti bơm hoàn chỉnh mẫu này. Hoặc là mẫu này, mẫu nào cũng giống nhau thôi. Đấy, mẫu nào cũng giống nhau. Nhưng mà tôi sẽ bán cái mẫu này trước, tại vì anh em vẫn quen dùng mẫu này. Khi nào hết mẫu này rồi thì tôi sẽ gửi cái mẫu này. Gửi mẫu này sau. Ti bơm thì chỉ có ti bơm hoàn chỉnh thôi, không có thêm sim đâu nhé. Không có thêm sim đâu, tại vì cái sim của ti bơm này là không nhập được. Các bác thông cảm là không nhập được nhé. Đấy. Thế còn mua con ốc xả này chỉ ốc xả không thôi. Còn mua cái con cối ở dưới này thì sẽ có thêm lon đen nhựa cho các bác. Có thêm lon đen nhựa cho các bác. Tiếp theo thì nó có cái gói phụ kiện của bơm tay. Thì các bác cũng biết là cái bơm FB cải tiến nó có cái gói như này đi theo này. Các bác nào có nhu cầu cần cái gói này thì liên hệ nhá, sẽ có gói phụ kiện lẻ của bơm FB cải tiến này nhá. Lọ dầu bôi trơn silicone cho bơm
Các bác trong quá trình dùng mà hết cần thêm lọ dầu, vui lòng liên hệ cũng sẽ có cho các bác. Gói bông mút độc ẩm, gói bông mút độc ẩm này gọi là bông mút độc ẩm to dành cho những cục độc ẩm to như này này, hoặc là cục màu xanh nhé. Đây bông mút độc ẩm to nhé. Đây gói bông mút độc ẩm này. Bông mút độc ẩm nhỏ thì dùng cho dây bơm mà có độc ẩm nhỏ như này thì sẽ dùng cái bông mút này nhé. Đây bông mút to, bông mút nhỏ đều có. Tiếp theo là đến cái dây bơm. Trong quá trình sử dụng các bác gập vào nhiều hoặc là bơm áp quá cao, dây bơm không chịu được nó sẽ bị nổ, hoặc là do thời gian nó bị han rỉ nó kém nên nó sẽ bị nổ, thì các bác sẽ có nhu cầu thay dây bơm. Dây bơm thì sẽ có cho các bác là dây bơm kèm lọc ẩm to. Dây bơm kèm lọc ẩm to có nghĩa là một cái dây bơm đã đầy đủ cả dây, cả lọc ẩm, cả đầu bơm. Đầu bơm này, đó, đầu bơm này nhá. Thế nói về đầu bơm này thì shop cũng có đủ cho các bác luôn. Đó là đầu bơm gen trong và đầu bơm gen ngoài. Cái này tôi để đâu thì tôi cũng chưa tìm thấy, nhưng mà có đủ cho các bác nhé. Đấy, đầu bơm gen trong và đầu bơm gen ngoài có đủ luôn nhé. Đến đây là dây bơm đồng ẩm to. Các bác nào mà không chơi đồng ẩm to, chơi đồng ẩm nhỏ thì mua dây bơm đồng ẩm nhỏ. Dây bơm đồng ẩm nhỏ này sẽ rẻ tiền hơn mà đồng ẩm to nhé, nhưng mà chơi cũng được rồi. Đây là dây bơm đồng ẩm nhỏ này, đầy đủ dây lọc ẩm và đầu bơm, và đầu bơm đấy nhá. Thế còn các bác nào mà đã có lọc ẩm rồi, có đầu bơm rồi, cần cái dây bơm không thì cũng có thể mua dây bơm không. Shop cũng sẽ ship cho các bác dây bơm không. Đấy, dây bơm không nhá. Thế đây là dây bơm. Dây bơm không này, dây bơm lọc ẩm to này, dây bơm lọc ẩm nhỏ này, bông mút nhỏ này, bông mút to này, dầu bôi trơn này. Tiếp theo có một phụ kiện nó rất là quan trọng cho các bác chơi mà cây bình nào, cái van nào cũng có, đó là gọi là cái van nạp một chiều. Van nạp một chiều thì sẽ có hai loại cho các bác. Đó là chân 10 và chân 8. Đây là chân 10 này. Đây chân 10. Lọ này cũng chân 10. Và lọ này cũng là chân 10. Đây. Chân 10 nhá. Đây. Khi các bác mua một cái van nạp chân 10. Chân 10 có nghĩa là cái gen này là gen 10 này. Thế còn cái cà lê này này sẽ là cà lê, hình như là cà lê 14 hay sao các bác? À là cà lê 12. Cà lê 12 để bạn cái ốc này. Nhưng mà cái chân này nó là chân 10 nhá, chân gen 10. Để khi các bác mua van nạp chân 10 thì các bác sẽ được thêm một cái nong đen nhựa. Một cái nong đen nhựa này này. Yeah. Một cái sim ở phía trong để dự phòng. Một cái thôi nhá. Thế tiến tới là tôi đang nhập được cái gói nẻ này rồi thì các bác mua thêm thì tôi bán sau. Nhưng mà trước mắt là chỉ có một cái đi theo thôi. Tại vì cái này chỗ này là 200-300 con này thì chỉ có 200-300 cái này thêm thôi. Bây giờ mà lấy cho các bác thì các bác sau là sẽ không có. Nó không có, để 1-2 hôm nữa hàng mà hàng nẻ mà nó có về ấy, thì tôi sẽ làm video giới thiệu cho các bác, thì các bác có thể mua nẻ được cái này. Các bác mua 5 cái, 10 cái rồi sẽ bán nẻ sau. Bây giờ trước mắt là chỉ có theo một cái theo này thôi nhá. Và thêm một cái đầu lắp chụp này nữa. Đầu lắp chụp này nữa. Đấy, chụp bảo vệ chống bụi. Đấy, một đong đen nhựa này, một cái sim này. Cái đong đen nhựa này ấy, là cái rất quan trọng, tại vì cái van nạp chân 10 này nó kín được hơi ấy, là nó nhờ cái đong đen nhựa này. Kín được hơi là nhờ nó siết chặt xuống dưới. Khi nó siết vào bình, vào lắp bịt ở trên bình hoặc siết vào van thì là hai cái phần này là hai phần cứng, nó va vào nhau thì không được kín hơi được, thì phải có một phần ở giữa mềm, đó là phần nong đen nhựa thì nó mới kín hơi được nhé. Thì cái nong đen nhựa này rất là quan trọng, thì sẽ có thêm một cái cho các bác nhé, có thêm một cái thôi. Thế đây là cái van nạp chân 10. Van nạp chân 10 lọ bên này cũng là chân 10 luôn, tại vì chân 10 anh em dùng nhiều hơn thì tôi nhập số lượng sẽ nhiều hơn. Tiếp theo đó là cái van nạp chân 8. Van nạp chân 8 là hiện giờ ấy là cái mẫu mới nhá, mẫu mới nhập được thì toàn bộ là van nạp nó có ruột ở phía trong. Có ruột ở phía trong là nghĩa là sẽ có cái lò xo, có ốc xoáy và có sim. Sim xanh như này, sim nhỏ như này. Thì bây giờ các bác mua thì cũng sẽ được tặng thêm cho một cái nong đen nhựa. Nong đen nhựa. Đây nong đen nhựa 8 ly. Nong đen nhựa 8 ly. Đấy. Và một cái sim này chun này. Đây, cái nắp bịt này đương nhiên là đi theo rồi. Thì đối với cái van nạp chân 8 kiểu mới này thì nó có hai chế độ để cho kín hơi. Nếu mà các bác không có cái gờ trên này này, bình thường là sẽ có cái gờ trên này, nó giữ hơi bằng cái sim chun trên này. Thế còn trường hợp nào mà không có cái khe để giữ sim được ấy, nó không kín hơi được nhờ cái sim này ấy, thì nó sẽ kín hơi được nhờ theo kiểu giống như van nạp chân 10. Đó là ép. Đó là ép nong đen nhựa xuống để cho kín. Đấy là có hai chế độ nhá. Thì vẫn có thêm cho các bác một cái nong đen nhựa 8 ly và một cái sim để dự phòng.
Tương tự như bàn đạp chân 10 kia, mấy hôm nữa mà có hàng sim lẻ này thì các bác mua thêm thì sẽ có. Nhưng hiện tại là chỉ có một cái đi theo van thôi nhé. Đấy, bàn đạp chân 8, bàn đạp chân 10. Và bàn đạp chân 12 thì hết hàng lâu quá rồi, tôi vẫn chưa nhập được bàn đạp chân 12 nhé các bác nhé. Thế còn để tôi nhìn sơ đây xem là, các bác quan sát được kỹ nhé, mấy phụ kiện nhỏ này. Tôi tìm xem có thấy cái nọ, nọ đầu bơm không nhé. Tôi có nọ đầu bơm đấy. Tiện thả đây, đồng hồ nhé các bác nhé, đồng hồ đo áp, đồng hồ đo áp. Đối với màu đen đấy, màu đen mà có chữ còn đế két, hàng đồng hồ xịn đấy, thì có cả cho các bác chân 8 và chân 10. Chân 8 và chân 10 đều có luôn, nhưng mà chỉ có hai cái thông số, đó là 30 MPa hoặc là 40 MPa thôi. Có nghĩa là 30 MPa chân 8 này, 30 MPa chân 10 đều có, 40 MPa chân 8, 40 MPa chân 10 đều có nhé. Đây là đồng hồ màu đen có chữ cần kép. Thế còn đối với đồng hồ màu trắng này này thì sẽ có đủ cho các bác thông số từ 10 MPa. Đối với chân 10, chân 10 sẽ có 10 MPa này, 20 MPa, 30 MPa, 40 MPa, 10, 20, 30, 40, có nghĩa là ứng với cái mức 100, 200, 300 và 400 cân đấy nhá. Thế còn đối với chân 8 thì cái mức nhỏ nhất là mức 20 thôi, không có mức 10 MPa nhá. Chỉ có chân 8 là 20 MPa, 30 MPa và 40 MPa. Thì các bác mua đồng hồ thì các bác phải cho shop biết được rằng các bác muốn lấy màu trắng hay màu đen, và các bác muốn lấy chân 8 hay chân 10. Đấy. Thế giờ các bác mà chân 8 hay chân 10 đúng chân thì các bác về mới dùng được, mới xoáy được nhé. Đấy các bác phải xem kỹ nhá. Đấy. Thế còn về tôi nói luôn, tại vì tôi vẫn chưa tìm thấy cái nọ đầu bơm của tôi đâu, nhưng mà tôi sẽ có. Thế còn tôi tư vấn luôn cho các bác về đầu bơm. Thì khi các bác mua đầu bơm, em mới xuống dưới tìm cho anh cái nọ đầu bơm ấy. Khi các bác mua đầu bơm ấy thì các bác phải mua đầu phân biệt cho tôi được rằng là đầu bơm gen trong hay đầu bơm gen ngoài nhé. Đầu bơm gen trong hay đầu bơm gen ngoài. Đấy, có cái nào ở đây thì tôi sẽ ví dụ cho các bác nó dễ hơn. Nhưng một số các bác còn ở đây tôi có đây rồi. Không phân biệt được đâu là đầu bơm gen trong, đâu là đầu bơm gen ngoài. Đây cái nọ đầu bơm của tôi đây. Đấy, tôi biết là có mà, nhưng mà nó lạc ở đâu tôi chưa tìm thấy. Đấy, tôi chưa tìm thấy đâu. Có rồi nhé em ơi. Đây. Đây các bác phân biệt kỹ cho tôi, đầu bơm đâu là đầu bơm gen trong, đâu là đầu bơm gen ngoài. Thì đây. Đấy. Đầu bơm này ấy, là đầu bơm gen ngoài, có nghĩa là ở ngoài nó có gen. Đầu bơm này là đầu bơm gen trong, có nghĩa là ở trong nó có gen. Thì bây giờ các bác phải hình dung ra là nếu cái nọc ẩm của các bác mà chưa thò ốc chờ ra, nó phẳng phiu, nó phẳng hết, thì các bác phải mua cái đầu bơm gen ngoài này về để các bác xoáy vào đây. Xoáy vào đây. Thế còn trường hợp nọc ẩm mình mà nó thò ra một cái gen 10 như này rồi, hoặc là các bác bắt trực tiếp vào dây bơm, thì các bác phải mua đầu bơm gen trong. Đấy. Thì các bác vui lòng phân biệt kỹ cho tôi đâu là đầu bơm gen ngoài. Có rồi em ơi. Đâu là đầu bơm gen trong nhá. Thế nhiều bác có rồi. Nhiều bác không phân biệt được đâu là gen ngoài, đâu là gen trong. Đấy. Thì bây giờ cái này này. Cái này là cái đầu bơm này xoáy trực tiếp vào đầu ẩm luôn. Thì nó là đầu bơm gen ngoài. Thế còn trường hợp mà nó có một con ốc chuyển ở giữa, nó thò ra gen rồi ấy, thì các bác lấy đầu bơm gen trong nhá. Các bác phân biệt kỹ cho tôi nhé, đầu bơm gen ngoài và đầu bơm gen trong nhá. Đấy các bác thấy nhá. Nói chung là tất cả những cái phụ kiện từ to tới nhỏ, những cái nhỏ nhất này là các bác hay cần đấy, mà thường xuyên hư hỏng ấy, thì shop đều nghiên cứu để phục vụ cho các bác hết nhá. Các bác cần món gì thì alo trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhá. Hàng thì ship COD. COD các bác lưu ý này. Các bác mua một cái này thôi ship cũng vẫn shop vẫn ship cho các bác nhá. Một cái này mấy chục nghìn thôi. Bao ship cho các bác luôn. Các bác mua một đồng, shop vẫn ship, vẫn phục vụ cho các bác. Mua một tí vẫn phục vụ cho các bác. Đấy. Rồi xin cảm ơn các bác nhá. Tất cả là vì anh em đam mê. Nhiều khi mà có cái bơm nó hỏng mất cái đầu không bơm được thôi nhá. Rất là quan trọng. Đấy, các bác mua một cái đầu bơm không thì các bác lại ngại, nhưng mà các bác không phải ngại. Một cái đầu bơm, shop vẫn ship bình thường. Một con ốc xả bơm, shop vẫn ship được các bác. Tất cả là vì khách hàng, vì anh em đam mê chơi, cho nó thỏa nỗi đam mê của mình nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác. Cảm ơn các bác đã ủng hộ shop nhiệt tình trong thời gian qua. Còn nhiều sản phẩm nữa, các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh
cập nhật nhiều sản phẩm mới nữa nhá. Rồi chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhá.